Chào bạn, mình là Xuân Tú, các bạn đang nghe Án Khét Tiếng. Nếu được chọn giữa sinh mạng và tiền tài vật chất thì bạn sẽ chọn gì? Còn người còn của là câu nói khá phổ biến trong dân gian, nhưng dường như trong bối cảnh hiện đại thì cũng không mấy thông dụng nữa. Khi mà đồng tiền có thể chi phối mọi thứ, kể cả tính mạng con người, thì quan điểm trên liệu còn đúng nữa hay không? Một gia đình đã bất ngờ biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết lý do, cũng không có bất cứ một thông tin nào về họ. Thời gian dần trôi, điểm kết thúc của vụ án đặt một dấu chấm hỏi lớn cho phía truyền thông và cả công chúng. Hãy cùng theo dõi vụ án kỳ lạ này để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với gia đình 5 người tại thành phố Melbourne, nước Úc nhé. Melbourne từng được xếp hạng là một trong số các thành phố đáng sống nhất thế giới. Năm 2016, một sự việc kỳ lạ xảy ra gây chấn động cả đất nước. Một gia đình 5 người vốn đang sống cuộc sống yên bình đột nhiên biến mất không một dấu vết trong một chuyến đi kỳ lạ. Trong chuyến đi đó, những sự việc bất thường lần lượt xảy ra và cuối cùng là dẫn đến sự mất tích của cả gia đình. Viên cảnh sát phụ trách vụ án cho biết đây chính là vụ kỳ án mà anh từng gặp trong 30 năm làm nghề. Cho tới nay, sự thật của vụ việc này vẫn là một dấu hỏi rất lớn. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì với gia đình họ trong chuyến đi kỳ lạ? Lý do khiến họ phát điên là gì? Đầu tiên chúng ta hãy cùng trở lại năm 2016 để xem lại chi tiết sự việc này. Gia đình nhỏ này sinh sống tại khu vực Sylvan, phía đông Melbourne. Trụ cột của gia đình là ông Mark Trom, 51 tuổi. Vợ ông là bà Jacob, 53 tuổi. Họ có 3 người con đã trưởng thành. Con gái lớn Lena, 29 tuổi. Con trai thứ hai Michelle, 25 tuổi. Và cô con gái Ella, 22. Họ cùng nhau điều hành một trang trại nho đỏ xinh đẹp. Bên cạnh đó, gia đình cũng kinh doanh bất động sản và nắm giữ cổ phần của một số công ty khác. Có thể nói điều kiện kinh tế của họ rất là tốt và có một cuộc sống như trong mơ với nhiều người khác. Trang trại nho đỏ đó được ông Mark và bà Jacob mua lại vào năm 2007. Khi đó thì họ xem trang trại này như một ngôi nhà mơ ước của mình. Tuy ban đầu chưa phát triển lắm, nhưng họ đã luôn cần mẫn làm việc ngày đêm. Sau 9 năm làm việc chăm chỉ, trang trại liên tục phát triển và cuối cùng họ đã biến nó thành trang trại trồng nho đỏ đáng tự hào. Người chủ cũ của trang trại là ông Book nói rằng ông Mark và người vợ Jacob đều là những doanh nhân rất hiểu chuyện, có đầu óc kinh doanh và là những người rất chăm chỉ. Người đứng đầu trang trại của gia đình là bà Jacob. Trong gia đình, bà được mọi người đánh giá là có phần tài giỏi hơn ông Mark. Bà cũng biết cách điều hành, quản lý gia đình trang trại hơn ông. Công ty Tarin, đối tác của họ cũng cho biết hai cô con gái của ông bà rất thích cưỡi ngựa và chụp ảnh. Cậu con trai Michelle của họ thì lại rất siêng năng. Do có rất nhiều công việc tại trang trại, nên cả năm thành viên trong gia đình luôn duy trì cường độ làm việc rất cao. Có khi họ làm việc cả tuần, không nghỉ ngơi một chút nào. Úc là một đất nước có cuộc sống rất thoải mái và dễ chịu. Về cơ bản thì người dân luôn nhận được những thứ tốt nhất. Họ có thể làm việc một cách vui vẻ, sống trong một môi trường đầy những điều tích cực. Cũng chính vì thế mà năng suất làm việc của họ rất là tốt. Điển hình chính là gia đình nhà Mark. Chứng kiến những điều đó, hàng xóm rất khâm phục họ. Những người xung quanh đều nói rằng gia đình Mark rất thân thiện và luôn đối xử rất tốt với mọi người. Có thể nói, gia đình Mark chính là hình mẫu của một gia đình thành đạt, yêu thương nhau. Vậy đã có biến cố gì sau đó? Một sự việc bất ngờ xảy ra đã phá vỡ hoàn toàn cuộc sống bình yên của cả gia đình. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2016, họ bất ngờ chuẩn bị đồ đạc và khởi hành. Một chuyến đi hết sức kỳ lạ. Tại sao lại kỳ lạ? Bởi chuyến đi của họ không hề giống một chuyến du lịch. Họ không mang theo một chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ ngân hàng hay thậm chí là điện thoại di động. Họ chỉ mang theo một ít tiền mặt rồi lên đường thôi. Câu chuyện kỳ lạ này khiến những người hàng xóm để ý. Bởi để liên lạc với thế giới bên ngoài thì điện thoại di động là không thể thiếu. Hơn nữa, điểm đến của họ lại khá xa, là New South Wales. Cứ như gia đình Mark cố tình làm vậy chỉ để không ai có thể liên lạc với họ. Thay vì nói đây là chuyến đi kỳ lạ, người ta lại thấy họ giống như đang chạy trốn thì đúng hơn. Chuyến đi kỳ lạ bắt đầu. Sau khi lên xe, vợ chồng Mark phát hiện con trai Michelle đã lén mang điện thoại di động vào xe. Ông bà dừng xe ngay lập tức khi mới đi được có 30 km, rồi họ yêu cầu anh ta phải ném điện thoại của mình ra ngoài, rồi tiếp tục lái xe thẳng về hướng Bắc đến New South Wales. Sau một ngày đêm lái xe, họ đã tới thị trấn Bathurst ở New South Wales. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, lúc 7 giờ sáng, con trai thứ Michelle của họ đột ngột biến mất rồi đi riêng một mình. Ông bà Mark
dắt theo hai cô con gái và tiếp tục hướng tới địa điểm du lịch nổi tiếng Hang Chernolin. Buổi chiều cùng ngày, hai cô con gái Ella và Lena cũng bất ngờ tách khỏi hai vợ chồng. Do không có phương tiện di chuyển, hai cô con gái đã trộm một chiếc ô tô và lái xe tới Goulburn. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi tới Goulburn, Ella và Lena lại tách ra. Ella bí mật lái xe trở về nhà. Trên đường về nhà, cô đã gọi cảnh sát và báo rằng bố mẹ mình đã mất tích. Đồng thời đêm đó, Ella cũng đã về tới nhà. Trước mắt cô là những viên cảnh sát đã đứng trước cổng nhà. Tuy nhiên, tình hình trong nhà khiến cảnh sát cũng phải bối rối. Theo lời kể của Ella, gia đình họ đang đi du lịch. Thế nhưng khi cảnh sát đến trang trại của họ, như đã biết trước đó, họ phát hiện ngôi nhà trống rỗng. Tất cả cửa trong nhà đều mở toang, chìa khóa của những chiếc xe hơi vẫn còn trong nhà. Những vật dụng cần thiết như điện thoại di động, thẻ ngân hàng, hộ chiếu đều được đặt ngay ngắn trên bàn. Điều này khiến cho cảnh sát càng khó hiểu. Bên cạnh những thứ đó, họ còn phát hiện tài liệu chất đống ngổn ngang trong nhà là báo cáo tài chính kinh doanh của gia đình họ trong nhiều năm qua. Mặc dù những tài liệu này có vẻ được chồng chất khá lộn xộn và nằm rải rác khắp nơi, thế nhưng trên ghế nhà bếp và trên sàn nhà lại có những tài liệu được xếp chồng lên nhau một cách rất ngăn nắp. Ella cũng khai báo với cảnh sát rằng cả ba anh chị em đều không biết đã có chuyện gì xảy ra với cha mẹ mình. Ella từng đề nghị với bố mẹ rằng họ chỉ cần lấy hộ chiếu và trốn ra ngoài. Thế nhưng ông bà Mark thì lại phản đối. Họ kiên quyết bắt cả gia đình phải để lại tất cả mọi thứ rồi trốn tới một nơi hẻo lánh như New South Wales. Vậy chính xác thì họ đang trốn khỏi thứ gì? Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Lena, người chị cả bị tách khỏi Ele, đang ở Goulburn, sau đó bí mật trèo vào thùng xe của một chiếc xe tải. Sau gần một tiếng đồng hồ thì cô bị tài xế phát hiện. Người đàn ông này tìm thấy Lena khi cô đang trong tình trạng hoảng loạn. Cô không biết tại sao mình ở trong xe, thậm chí còn quên mất tên mình. Vì vậy, người tài xế này ngay lập tức báo cảnh sát để tránh rắc rối. Lena sau đó được đưa tới bệnh viện Goulburn để được điều trị tâm thần. Cảnh sát cho biết Lena được xóa bỏ tội danh trộm xe do vấn đề sức khỏe tâm thần. Thế nhưng Ella vẫn khỏe mạnh nên cô không thể thoát khỏi cáo buộc. Vào sáng ngày 31 tháng 8 năm 2016, người con trai thứ là Michelle cũng trở về nhà. Chỉ còn lại ông bà Mark là chưa thấy tung tích. Cảnh sát ngay lập tức phát động tìm kiếm tại khu vực hang Chernolin vào chiều hôm đó, nhưng không tìm thấy manh mối nào. Cho tới nay, chỉ còn ông Mark và bà Jacob vẫn mất tích. Cảnh sát cũng đã đưa ra thông báo chính thức về sự mất tích bí ẩn của họ. Sự việc này dần dần được nhiều người biết tới. Truyền thông cũng bắt đầu chú ý rồi đưa tin về sự việc. Sáng sớm ngày 1 tháng 9, cảnh sát nhận được thông báo về chiếc ô tô của ông bà Mark đã được tìm thấy tại Wangaratta, đông bắc Victoria. Một cặp vợ chồng đang đi bộ trên đường thì đằng sau có một chiếc ô tô đang bám theo mình. Tưởng là kẻ xấu, họ đã ngay lập tức báo cảnh sát. Chiếc xe ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy cảnh sát. Người đàn ông ngồi ghế tài xế đã phóng ra ngoài, chạy thẳng sang công viên gần đó. Cảnh sát đã huy động cả chó nghiệp vụ, lục soát công viên rất lâu nhưng không tìm thấy dấu vết của người đàn ông. Theo đặc điểm của chiếc xe cũng như bóng dáng được ghi lại của người đàn ông, cảnh sát khẳng định đó chính là ông Mark. Có lẽ ông ấy không muốn bị phát hiện nên đã bỏ trốn. Vào đêm ngày 1 tháng 9, cảnh sát cũng đã có manh mối về bà Jacob. Bà cách Wangaratta không xa, chắc hẳn là do bà ấy không mang theo nhiều tiền cũng như giấy tờ nên chỉ có thể thuê một nhà nghỉ bình dân ở Yas. Thế nhưng người chủ đã phát hiện ra rằng bà Jacob có tinh thần không ổn định. Thì cờ thay, người chủ cũng đã nhìn thấy bảng tin thông báo về sự mất tích của bà. Ông đã ngay lập tức báo cảnh sát. Bà đã sử dụng phương tiện công cộng một mình đến Yas. Sau khi bà được đưa về đồn, cảnh sát hỏi tại sao bà lại tới đây. Thế nhưng bà Jacob thì không còn tỉnh táo để trả lời. Bác sĩ tâm thần được đưa tới khám. Sau khi tiến hành kiểm tra, cuối cùng bác sĩ xác nhận trạng thái tinh thần của bà đang trên đà suy sụp nghiêm trọng, thậm chí là mắc chứng hoang tưởng. Do tình hình sức khỏe tinh thần của bà cực kỳ bất ổn, thế nên phía cảnh sát đã chuyển bà Jacob đến bệnh viện Goulburn để điều trị tâm lý chuyên nghiệp. Con gái cả Lena cũng đang được điều trị trong bệnh viện. Và cho tới nay, chỉ còn ông Mark là vẫn mất tích. Tại Wangaratta, cảnh sát xác nhận báo cáo về nhiều vụ đột nhập nhà dân bất hợp pháp. Cảnh sát cho rằng việc này có thể là do Mark thực hiện. Cuối cùng, vào tối ngày 3 tháng 9, khi cả gia đình đều đang rất lo lắng cho sự an toàn của ông Mark, thì cảnh sát đã có manh mối.
có người đã nhìn thấy ông đang đi bộ trên đoạn đường Greta ở ngoại ô Wangkarata. Người đó đã báo cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức có mặt và đưa ông Mark trở lại đồn cảnh sát thành công. Ông tỏ ra vô cùng lo lắng khi mình bị tìm thấy. Cho tới nay, cả 5 thành viên trong gia đình Mark đều đang trong trạng thái bất ổn. Trong số 5 người bọn họ, chỉ có con trai Michelle là tỉnh táo nhất. Những người còn lại đều có vấn đề tâm thần ở các mức độ khác nhau. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2016, ông Mark bị buộc tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên cáo buộc này bị bác bỏ theo phán quyết của tòa án do Bộ Luật Sức Khỏe Tâm Thần. Ông Mark cũng đã phát biểu trước truyền thông rằng bản thân thành thật xin lỗi vì gia đình đã gây ra nhiều phiền phức cho nhiều người cũng như phía cảnh sát. Về lý do gia đình ông bỏ trốn thì ông cho biết mình luôn có cảm giác rằng có ai đó đang cố theo dõi và sát hại họ. Bác sĩ đã kiểm tra và theo dõi trạng thái tinh thần của ông Mark trong hơn 5 giờ. Quả thật là ông đã có vấn đề về tâm thần. Sau đó, ông được anh trai mình trở về nhà điều trị tại gia. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn Michelle, người tương đối tỉnh táo trước toàn bộ sự việc kỳ lạ. Anh cũng rất khó hiểu trước quyết định của cha mình. Trước đó thì ông Mark và gia đình đã tiến hành điều tra cẩn thận tại trang trại của họ tại Melbourne và không tìm thấy bất kỳ sự xâm nhập nào của người lạ hay là dấu hiệu họ bị theo dõi. Gia đình Mark rất siêng năng và thân thiện. Với cơ bản là họ chưa bao giờ xúc phạm ai. Vậy một giả thuyết được đưa ra rằng liệu có phải vì đầu tư thua lỗ nên họ phải trốn hay không? Sau đó, cảnh sát đã tìm kiếm manh mối từ những báo cáo tài chính trong nhà họ. Tất cả những số liệu tài chính gia đình họ trong nhiều năm gần đây đều rất bình thường. Việc đầu tư của gia đình cũng rất suôn sẻ, không có khoản nợ hay là thua lỗ nào. Có thể nói, công việc kinh doanh của gia đình đang phát triển cực kỳ tốt và không có bất thường. Sau đó, cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ giữa các cá nhân trong gia đình. Tuy nhiên họ chỉ dành phần lớn thời gian để làm việc tại trang trại và không có thói quen xấu nào như là dùng ma túy hay là đụng tới các chất kích thích. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Điều gì đã khiến cho gia đình Mark thực hiện một chuyến đi kỳ lạ như vậy? Với sự thổi phồng của truyền thông, cả nước đều đã biết về chuyến đi bí ẩn này. Mọi người bắt đầu suy đoán và tự nghĩ ra các kịch bản khác nhau. Thế nhưng vẫn không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì và do đâu mà họ đều bị vấn đề về tâm thần trong một thời gian ngắn đó. Trong số những lời đồn, có người đã nói rằng có lẽ chính là do ảnh hưởng của công việc hoặc từ chính những sản phẩm làm từ nho tại nông trại gia đình Mark khiến sức khỏe tinh thần của họ đi xuống nghiêm trọng. Cảnh sát đã liên tục điều tra không ngừng nghỉ sau khi phát hiện sự việc. May thay, họ đã tìm thấy các thành viên trong gia đình đang ở những nơi khác nhau và họ vẫn còn sống. Tuy nhiên một biến cố đã đến với họ. Gia đình 5 người thì 4 người mắc các vấn đề về tâm thần ở nhiều mức độ và thậm chí họ còn không thể nhớ nổi tên của mình. Sau cùng thì lời đồn vẫn mãi là lời đồn. Vụ việc mãi mãi không được điều tra sâu thêm. Phần nào đó sự việc cứ như là phản ánh chính xác thực trạng bán mình cho đồng tiền của giới trẻ hiện nay mà không màng tới sức khỏe bản thân để rồi dẫn tới hệ quả không thể lường trước. Bên cạnh đó, có thể thấy dù gia đình Mark vẫn luôn sống tử tế và làm việc chăm chỉ, thế nhưng đâu đó vẫn còn đầy rẫy sự ganh ghét với họ. Từ đó, dần dần hình thành cảm giác bất an, ảnh hưởng tới tinh thần của cả nhà. Có thể nói đây là một kết cục đáng tiếc dành cho một gia đình mẫu mực. Bởi tới hiện tại, gia đình Mark vẫn còn những chấn thương tâm lý chưa lành. Thật ra trong các vụ án mạng, đa phần các thi thể đều biết nói. Bạn có tin không? Dĩ nhiên là không có vấn đề tâm linh gì hết. Đơn giản là từ những manh mối để lại trên thi thể, các điều tra viên có thể sẽ biết được cách hung thủ gây án, thời điểm tử vong, hung khí là gì, hoặc thậm chí cụ thể hơn có thể chỉ đích danh hung thủ. Một vụ án gần 40 năm không có lời giải nhưng cũng nhờ chính những thông tin này, cuối cùng công lý cũng được thực thi. Cedar Rapids nằm ở phía đông bang Iowa, Hoa Kỳ, là thành phố lớn thứ hai của bang này. Thành phố nằm hai bên bờ sông Cedar và chính quyền thành phố được đặt trên đảo Mays nằm trên sông Cedar. Đây là một trong số ít những thành phố trên thế giới mà chính quyền nằm trên một đảo thuộc thành phố. Vào tháng 10 năm 1979, một trung tâm mua sắm Westdale được chuẩn bị trong vòng 7 năm đã khai trương tại Cedar Rapids. Trung tâm mua sắm này có diện tích hơn 52.000 m² và vào thời điểm đó được coi là một nơi có quy mô lớn. Michelle Martico là một học sinh trung học tại trường trung học Kennedy. Với ngoại hình dễ thương cùng mái tóc vàng óng, cô luôn dễ dàng nổi bật giữa đám đông. Ngoài xinh đẹp, cô cũng học rất giỏi và được giáo viên yêu mến.
Đồng thời cô bé cũng là một nghệ sĩ tài năng. Trong năm thứ hai, cô bé đã tham gia vào hợp xướng và đoàn kịch của trường để hát và trình diễn. Với thành tích của mình, Michelle trở thành con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh. Thực tế, từ khi sinh ra, cô bé đã trải qua một cuộc sống như trong một bộ phim kịch tính. Bố mẹ cô bé cố gắng nhiều lần trước khi mới có thể có thai cô bé. Khi Michelle được sinh ra, mẹ cô bé 44 tuổi và chị gái ít nhất cũng cách Michelle tới 12 tuổi. Chính vì lẽ đó, cả gia đình đều yêu thương cô bé hết mực. Có thể nói rằng Michelle được coi là một báu vật trong lòng mọi người. Cô bé cũng rất nghe lời. Mặc dù được trân trọng và yêu mến, nhưng cô bé không hề kiêu ngạo và hỗn láo. Ngược lại, cô bé luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong mọi chuyện. Sau khi tốt nghiệp trung học, Michelle dự định sẽ theo học ngành thiết kế nội thất ở Đại học Iowa State vì cô bé thích trang trí và thiết kế nhà cửa. Gia đình tất nhiên là ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, khi mà mọi thứ tưởng như đang đi đúng quỹ đạo thì bất ngờ một tai ương khủng khiếp giáng xuống cuộc đời cô bé. Ngày 19 tháng 12 năm 1979, Michelle khi đó đã 18 tuổi, rất vui vẻ vì có một buổi văn nghệ với bạn bè tại khách sạn Sheraton tại Cedar Rapids. Cô bé đã mặc một chiếc váy dệt kim màu đen, quần tất đen, giày cao gót đen, túi da nâu để chuẩn bị cho bữa tiệc nhóm. Vì là mùa đông và nhiệt độ thấp, cô bé cũng mặc một chiếc áo khoác sáng màu. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Michelle quyết định đến trung tâm mua sắm Westdale mới mở cửa 2 tháng trước để mua một chiếc áo khoác ngoài. Cô bé đã mời những người bạn đi cùng, nhưng họ đều bận. Vì vậy, Michelle phải lái xe một mình. Cô mang theo $180, đủ để mua chiếc áo khoác. Thời gian nhanh chóng trôi qua và đã là 2 giờ sáng. Trời rất tối, Michelle chưa về nhà và bố mẹ đang đợi cô. Điều này khiến họ lo lắng. Bố mẹ Michelle liên lạc với bạn bè của cô bằng điện thoại, nhưng họ đều nói rằng không ở cùng với Michelle. Khi nhận ra có điều gì đó không ổn, bố mẹ Michelle nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm sau khi nhận tin. Họ đến trung tâm mua sắm nơi mà Michelle biến mất, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết. Khoảng 4 giờ sáng, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe của Michelle, một chiếc Buick Elantra năm 1972 ở góc đông bắc của bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại. Cảnh sát tiến tới mở cửa xe. Tuy nhiên, một cảnh tượng khủng khiếp lập tức khiến họ choáng váng. Họ thấy Michelle nằm ngửa trên ghế phụ, đầu dựa vào cửa xe, nhưng rất tiếc đã không còn thở nữa. Sau khi được pháp y giám định, cho thấy trước khi bị giết, cô bé có cuộc giằng co với kẻ thủ ác. Xe bên trong đầy máu, bên ngoài rất sạch sẽ. Trang phục của Michelle khá ngay ngắn, không có dấu hiệu của xâm phạm. Tài sản trong túi cô bé cũng không bị mất. Không tìm thấy hung khí và dấu vân tay của kẻ thủ ác tại hiện trường, rõ ràng là hắn có sự chuẩn bị trước. Dựa vào cách thức tàn bạo của hung thủ, có vẻ như hắn và Michelle có một mối thù hằn rất lớn. Cảnh sát đoán rằng đó có thể là vấn đề tình cảm. Sau khi điều tra, không có dấu hiệu Michelle đã gây thù chuốc oán với ai. Gia đình cô cũng rất được mọi người yêu mến trong địa phương, vì vậy mà khả năng là vụ giết vì tình cảm càng cao. Khi đó gia đình của Michelle ngay lập tức nghĩ đến một người. Đó là bạn trai cũ của Michelle. Hai người đã hẹn hò được hơn 2 năm và sau đó thì chia tay đột ngột. Sau khi chia tay, Andy chưa từ bỏ và thường xuyên theo dõi Michelle. Và trong đám tang của cô, sự đau khổ của Andy có vẻ giống như được ngụy tạo. Chị gái, anh rể, bố mẹ của Michelle đều cho rằng Andy có vấn đề. Thực tế họ chưa bao giờ thích chàng trai này. Sau khi biết tình hình, cảnh sát xem Andy là nghi phạm số 1. Nhưng sau khi điều tra, họ phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ án, Andy có chứng cứ ngoại phạm từ lời khai của mẹ anh ta. Vì vậy họ quyết định sử dụng sức mạnh của đám đông, kêu gọi mọi người đóng góp thông tin qua báo chí, truyền hình. Việc này rất hiệu quả, nhanh chóng có hơn 200 người cung cấp thông tin. Có người nói đã thấy Michelle tại cửa hàng lúc 9 giờ tối. Có người thì nói có một người đàn ông thích theo sát phụ nữ tại trung tâm mua sắm. Có người thì nói có một kẻ lang thang gần đó với con dao trong người. Và còn có một tên trộm xâm nhập vào một ngôi nhà gần đó. Cảnh sát đã đưa tất cả về hiện trường xảy ra vụ án. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn từng người. Họ làm các bài kiểm tra nói dối, nhưng kết quả chỉ ra rằng họ không phải nghi phạm. 6 tháng sau, ngày 19 tháng 6 năm 1980, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy hai nhân chứng. Họ cho biết họ có vẻ nhìn thấy một người giống với hung thủ, nhưng sau nửa năm họ đã quên mất.
Tuy nhiên, với sự trợ giúp của thuật thôi miên, cảnh sát đã vẽ một bức chân dung nghi phạm dựa vào mô tả của nhân chứng. Do sự lan truyền rộng rãi của chân dung kẻ sát nhân, người dân trong khu vực lân cận đã nhiệt tình cung cấp manh mối, mặc dù hầu hết chúng chỉ là tương đồng một phần. Cuối cùng, dù đã kiểm tra hàng trăm người, cảnh sát vẫn không tìm ra hung thủ. Do vậy, họ trao thưởng $10,000 cho bất kỳ thông tin nào về kẻ giết người. $10,000 thời điểm đó không phải số tiền nhỏ. Đáng tiếc là không có sự đột phá nào hết. Vụ án không thể được giải quyết sau một thời gian dài và nó cũng đã dần chìm trong quên lãng và thành nỗi đau của gia đình nạn nhân. Một kẻ giết người ẩn nấp trong bóng tối, điều này thực sự khiến mọi người trong vùng hoang mang. Nhiều cô gái thậm chí không dám đi một mình vào ban đêm. Cha mẹ của Michelle đã kiện trung tâm mua sắm nơi xảy ra vụ án, cho rằng trung tâm không có các biện pháp an ninh cần thiết. Và họ đã thua kiện. Thời gian trôi qua nhanh chóng và tới năm 1995, cha của Michelle qua đời trong nỗi tiếc nuối. 3 năm sau đó, mẹ của Michelle cũng qua đời. Năm 2005, thám tử Doug Larson nhận vụ án này. Anh ta xem xét lần lượt các tài liệu lịch sử của vụ án và phát hiện rằng thông tin là quá ít. Chỉ dựa vào những thông tin này không thể giải quyết vụ án. Vì vậy mà anh quyết định kiểm tra lại các bằng chứng. May mắn thay, cảnh sát đã lưu giữ các bằng chứng rất tốt và với tiến bộ của công nghệ, kỹ thuật ADN được áp dụng trong việc phá án. Năm 2006, tức là sau 27 năm từ khi vụ án xảy ra, chuyên gia vật chứng phát hiện một lượng ADN lạ trên cần gạt số của ô tô và phía sau váy của Michelle. ADN này thuộc về một người đàn ông. Doug tin rằng đây chắc chắn là ADN của kẻ sát nhân. Khi tay mang hung khí tấn công Michelle và trong quá trình giằng co, hắn vô tình làm tổn thương chính mình và máu rơi vào cần gạt số và váy của nạn nhân. Cảnh sát phối hợp với phòng thí nghiệm điều tra tội phạm của Bộ Công tư Iowa và thành công trong việc có được hình ảnh ADN đầy đủ. Tiếp theo là tải dữ liệu ADN lên hệ thống tìm kiếm liên bang được xây dựng bởi Cục Điều tra Liên bang. Hệ thống sẽ so sánh với tất cả các dữ liệu ADN trong cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng từ năm 1994, thu thập các mẫu ADN từ những người có hồ sơ tội phạm. Mặc dù đã thu thập nhiều mẫu, nhưng vẫn có nhiều hạn chế. Sau khi so sánh, không tìm thấy khớp nối. Đức không buông xuôi và thử kiểm tra ADN của những người có mặt tại hiện trường, bao gồm hơn 80 đối tượng nghi ngờ trước đó và hai người bạn trai cũ của Michelle. Nhưng kết quả vẫn không khớp. Điều này thực sự ngoài dự tính của cảnh sát. Họ không hiểu tại sao kẻ giết người lại trốn thoát khỏi vòng điều tra của họ. Năm 2015, người phụ trách vụ án được thay thế một lần nữa. Lần này, người tiếp nhận là Matt Denlinger. Đáng chú ý, anh ấy đang tiếp quản công việc của cha mình. Cha anh là thám tử, người đầu tiên điều tra vụ Michelle. Khi Michelle bị giết, Matt mới chỉ 5 tuổi. Sau khi Matt tiếp quản, anh đã xem lại hồ sơ điều tra trong gần 35 năm từ khi vụ án xảy ra. Dù không có bằng chứng mới, nhưng sau 10 năm phát triển, công nghệ ADN có những bước đột phá. Và một trong số đó là khả năng mô phỏng diện mạo của chủ nhân dựa trên mẫu ADN đầy đủ. Lý thuyết là thông qua một sợi tóc, một giọt máu và những thứ tương tự có thể mô phỏng diện mạo của chủ nhân. Dù không đúng 100% nhưng đủ để hỗ trợ phá án. Vào tháng 5 năm 2017, Matt liên hệ với phòng thí nghiệm Parabon tại Virginia và nhập mẫu ADN của nghi phạm. Phòng thí nghiệm nhanh chóng tạo ra một bức hình nghi phạm rõ ràng. Một người đàn ông da trắng, có mắt xanh và tóc màu vàng. Máy tính đã tạo ra 3 bức hình của nghi phạm, bao gồm hình dáng vào thời điểm xảy ra vụ án và hình dáng vào năm 2017. Khi bức hình được công bố, một người bạn cũ của Michelle thốt lên rằng đây chính là Blair, bạn cùng lớp ngày xưa của chúng ta. Matt rất phấn khích, cho rằng việc phá án sắp thành công. Anh liền tìm đến Blair, nhưng kiểm tra ADN thì không khớp. Đồng thời, công chúng cũng cung cấp hơn 100 mẫu gợi ý, tuyên bố đã tìm thấy nghi phạm mà cảnh sát công bố. Nhưng sau khi kiểm tra từng người thì tất cả cũng bị loại trừ. Matt thất vọng tột độ, mọi thứ quay về điểm xuất phát. Dựa vào đột phá mới trong hệ thống họ gốc di truyền, phương pháp kiểm tra gia phả được sử dụng. Đây là phương pháp mới hoàn toàn, là sự tiếp nối và đột phá của công nghệ ADN. Mỗi gia đình đều có một chuỗi mã hóa ADN độc đáo. Lý thuyết là chỉ cần khớp với một phần nhất định của chuỗi, ta có thể xác định được một gia đình cụ thể. Phương pháp này ban đầu thường được dùng để tìm kiếm cha mẹ cho trẻ mồ côi hoặc tìm tổ tiên,
nhưng trong điều tra tội phạm, đây là công cụ rất hữu ích. Mặc dù không thể xác định được chính xác hung thủ, nhưng có thể thu hẹp mục tiêu tới một gia đình cụ thể. Điều đó là đủ. Khi Matt thấy tin tức này, anh quyết định thử nghiệm và đưa ADN của nghi phạm trong vụ Michelle vào phân tích. Trang web Get Matt, đây là một trang web công cộng về gia phả. Nhiều người tự nguyện tải lên ADN của mình để tìm kiếm người thân. Do vậy, cơ sở này đã chứa nhiều mẫu ADN khác ngoài tội phạm. Như vụ kẻ giết người tại Golden State cũng được tìm thấy thông qua trang web này. Và nếu ai chưa xem vụ này thì mời các bạn vào kênh để xem lại nhé. Tháng 7 năm 2018, sau vài tháng chờ đợi, cuối cùng cảnh sát cũng có phản hồi. Họ đã tìm thấy một người khớp hoàn toàn. Một người phụ nữ tại Vancouver, Washington. Nhưng cô ta không thể là hung thủ dựa trên tuổi tác và giới tính. Tuy nhiên qua phân tích họ gia đình, xác định được hung thủ trong gia đình của bố mẹ của cô. Vì vậy, Matt bắt đầu phân tích gia phả của Brandy, bắt đầu từ cả ông bà ngoại của cô và lọc dần xuống. Qua từng bước, cuối cùng xác định được ba anh em sống tại Manchester, Iowa. Và khoảng cách từ địa điểm xảy ra vụ án tại Cedar Rapids chỉ khoảng 50 km, hoàn toàn có khả năng thực hiện tội ác. Thời gian không còn nhiều, Matt cùng đội điều tra đến ngay Manchester. Tuy nhiên hiện chỉ có nghi vấn chứ không đủ cơ sở để xuất lệnh tìm kiếm. Vì vậy, họ quyết định theo dõi và điều tra âm thầm. Nhóm điều tra được chia thành 3 nhóm nhỏ để theo dõi 3 anh em. Họ sẽ chú ý đến mọi hoạt động của 3 anh em, mục đích thu thập vật phẩm mà họ vứt đi, chẳng hạn móng tay, tóc, thức ăn thừa, và sau đó trích xuất ADN của họ. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, sau nhiều ngày theo dõi, nhân viên điều tra thu được một ống hút và một cái bàn chải đánh răng thuộc về Donald và Kenneth trong 3 anh em. Còn Jerry, khi mà anh ta uống 2 ly nước soda tại một cửa hàng pizza, nhân viên điều tra cũng thành công thu thập được ống hút. Với 3 mẫu này, mọi việc trở nên dễ hơn. Sau khi so sánh và kiểm tra ADN, hóa ra ADN của nghi phạm trong vụ án Michelle là của Jerry. Cảnh sát còn đặc biệt so sánh ảnh của Jerry khi còn trẻ với ảnh được tạo ra bởi phòng thí nghiệm. Kết quả là khá khớp. Sau khi nghe tin này, chị gái của Michelle là Jenny rất xúc động. Cô tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy kẻ sát nhân, nhưng sau 39 năm, nguyện vọng cuối cùng cũng thành hiện thực. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, cảnh sát tìm tới Jerry. Jerry phản ứng bất thường khi rất bình tĩnh và khẳng định không quen Michelle và từ chối cung cấp ADN. Tuy nhiên, cảnh sát có lệnh tìm kiếm và anh ta buộc phải cung cấp mẫu ADN và chụp ảnh cánh tay để kiểm tra xem có sẹo hay không. Trò chuyện với cảnh sát, Jerry tỏ ra bình tĩnh và khẳng định mình không phạm tội. Anh ta luôn trả lời điện thoại và đọc tin nhắn trong suốt thời gian đó. Khi cảnh sát hỏi làm sao bạn giải thích việc ADN xuất hiện tại hiện trường vụ án, thì anh ta không nói gì hết. Trên đường về Cedar Rapids, Jerry không biểu lộ sự phản kháng hay ý kiến về bất cứ điều gì. Sau khi cảnh sát xác minh mẫu ADN mà anh ta cung cấp thì phát hiện hoàn toàn trùng khớp với những gì tìm thấy tại hiện trường. Đây là bằng chứng rất chắc chắn. Mặc dù kết quả rõ ràng, nhưng phía điều tra vẫn có chút bối rối vì không tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa Jerry và Michelle. Hơn nữa, Jerry không có tiền án, còn là một doanh nhân thành công, có 3 người con. Những người quen biết anh ta đều nói anh ta là người tốt. 3 đứa con của Jerry sau khi cha bị bắt đều không thể tin được. Họ cho rằng chắc chắn có một lỗi nào đó xảy ra. Cha của chúng không thể là kẻ giết người. Thế còn ADN tại hiện trường thì sao? Jerry chắc chắn có liên quan đến vụ này. Khi dân chúng Cedar Rapids nghe tin này, họ rất vui và mọi người đều thảo luận về vụ này trên phố. Chị gái, anh rể của Michelle còn hào hứng hơn. Họ thực sự biết ơn cảnh sát vì đã không bỏ cuộc trong suốt nhiều năm. Phiên xử Jerry dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2019. Phía bào chữa đưa ra một số vấn đề. Trước tiên, họ cho rằng việc cảnh sát thu thập ADN từ ống hút bỏ đi một cách lén lút không thể coi là bằng chứng vì họ không có lệnh khám xét hợp pháp. Thứ hai, không có động cơ gây án. Jerry không có tiền án và hoàn toàn không quen Michelle. Anh ta không thể lái xe tới trung tâm mua sắm để gây án rồi quay trở lại mà coi như không có chuyện gì hết. Cuối cùng, nhân chứng của bào chữa cho biết lý do ADN của Jerry xuất hiện tại hiện trường có thể là kết quả của việc chuyển giao lần thứ hai. Nghĩa là Jerry để lại ADN trên một chiếc áo hoặc là tường khi mua sắm tại trung tâm mua sắm và Michelle tiếp xúc với nó. Do vậy, ADN của anh ta xuất hiện tại hiện trường. Tới đây thì bạn thấy vị luật sư này lập luận thế nào? Bạn đồng ý hay không?
Mặc dù không có lệnh tìm kiếm, nhưng những vật bị bỏ đi không thuộc về tài sản cá nhân và có thể được điều tra. Về điều này, thẩm phán cũng đồng ý. Còn về động cơ, bên truy tố đã thông qua điều tra lịch sử duyệt web trên điện thoại di động của Cherry và phát hiện rằng năm 2018, anh ta thường xuyên tìm kiếm và truy cập trang web liên quan đến giết người và xâm phạm phụ nữ có tóc vàng. Điều này cho thấy trong tâm trí của anh ta có một loại ý đồ phạm tội với phụ nữ tóc vàng, và Michelle bị hại lại sở hữu mái tóc vàng đó. Đây có thể là động cơ. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng khoảng cách thời gian từ 1979, thời điểm xảy ra vụ án là quá xa, không thể coi là bằng chứng. Cuối cùng là ADN. Vì ADN của nghi phạm tìm thấy trên cần gạt và trên váy của Michelle chứa máu, phía truy tố cho rằng việc chuyển giao ADN là không thể. Lời giải thích duy nhất là Jerry có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. Cuối cùng, mặc dù không có nhân chứng trực tiếp và vật thể tội phạm, chỉ sau 3 giờ, hội đồng xét xử đạt được quyết định nhất trí Jerry phạm tội giết người cấp độ 1. Trong tiểu bang Iowa, tội giết người cấp độ 1 bị kết án tù chung thân, không được giảm án. Mặc dù Jerry kháng cáo và luật sư của anh ta đề xuất một yêu cầu xử lại, nhưng bị từ chối. Và hiện nay, Jerry vẫn đang bị giam tại nhà tù tiểu bang Anamusa. Vụ án kéo dài 39 năm, tưởng chừng không thể phá giải. Cái chết của Michelle đã chìm vào quên lãng. Nhưng rồi, nhờ vào nỗ lực từ cơ quan điều tra, cùng với sự tận tụy của mình, họ đã tìm ra được hung thủ và trả lại công lý. Mong rằng, bên kia thế giới, Michelle có thể an nghỉ. Dù cha mẹ cô bé không còn để chứng kiến điều này, nhưng mình tin họ cũng đã mỉm cười, và đó là niềm an ủi lớn nhất. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cuộc sống có vay có trả, không trả sớm thì trả muộn, nên đã sống là phải ngẩng cao đầu các bạn nhé. Và đó là câu chuyện của hôm nay. Bạn có suy nghĩ gì không? Hãy comment phía dưới nhé. Nếu được, ủng hộ chúng mình một like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.